Đấy, được chưa em? Rồi. Được chưa? Đấy, nhấn chuột ra ngoài xong chưa? Rồi. Nhìn thấy em chưa? Rồi. Đấy, thì chúng ta từ hai cái tiết diện này nhìn không? Từ hai tiết diện, bấm vào đây. Đó, nhìn xong chưa? Đấy, muốn đảo mặt nó thì nhấn đúp vào đây em nhé. Nhấn chuột phải, chuột đi vô face này, nhìn không? Đảo về đằng trước, xong chưa? Như nhiều bạn bây giờ bạn ấy hỏi bảo thầy ơi, em tạo xong rèm rồi nhưng em muốn ở chỗ này nó hơi cong cong lượn lượn như này đúng không? Thì phải làm cái gì, hiểu không nhỉ? Nhá. Thì muốn lượn lượn như vậy thì em sử dụng đến cái FFD nhá. FFD được chưa em? Đấy, thao tác này. Thao tác nhé. Chọn đối tượng. Đối tượng. Sau đó nhấn chuột phải nhé. Nhấn chuột phải được chưa? Chọn FFD được chưa? Rồi. Đấy. Xong chọn số cột phải số hàng, hiểu không nhỉ? Đấy. Và nháy đúp vào bên trong nhá. Nháy đúp vào bên trong. Đấy, sau đó co kéo nhá. Dùng lệnh scale nhá. Dùng lệnh scale để co kéo nhá. Cho phù hợp được chưa? Cho phù hợp. Rồi. Bây giờ em nhìn anh làm nhé. Đầu tiên chọn nó này, nhớ là phải make group nó nhé. Sau đó nhấn chuột phải này. Nhìn thấy FFD đây không? Ở đây là có hai cái 2 nhân 2, tức là số lượng hàng với cột bằng nhau, 22 được chưa? Đây là 33, còn đây là NN, có nghĩa là thích bao nhiêu thì cho vào nhé. Đấy, nhìn thấy 4 không? 44, tức là độ rộng 4 phát, cao 4 phát. Được nhỉ? Ok, xong chưa? Em nhìn thấy 44 không? Được chưa? Đây này 4 điểm này, 1 2 3 4 này, nhìn không? Rồi 1 2 3 4 nhìn không nhỉ? 1 2 3 4 độ cao được cho em. Đấy, sau đó em phải nhấn vào bên trong này nhá. Được chưa? Bao giờ tích vào các nút này thấy ổn như này là được rồi, nhìn không? rồi Bây giờ anh muốn đoạn cong này hơi uốn lượn này, đoạn giữa này hơi uốn lượn này, anh quét phát chọn các nút này, nhìn không? rồi Xong rồi nhìn còn nhớ lại scale này không? rồi Nhấn vào scale, nhìn không? Đưa chỗ đó nút chính dưới này, cầm kéo như này nhả ra này, xong chưa? Rồi. Ôi, dễ không? Rồi. Đó, được chưa? Rồi. Sau khi làm xong rồi thì thoát lệnh nó ra, được chưa em? Được chưa? Rồi. Đấy, chọn lại nó này, đen nó đi này. Đấy, nhiều bạn làm đây là bạn ấy bảo ôi nhìn cái này nó hơi khó chịu, bảo thích đi xóa nó đi, chọn nó xóa đi thôi, xong chưa? Rồi. Được, có đẹp đẹp chưa? Rồi. Rồi em làm nhá. Vâng. Đấy, đến đây tạo lèm không khó khăn lắm đúng không? Đấy. Cái này nếu mình vẽ cẩn thận ra thì mình vẽ bằng hình tròn xong xóa đi nó đẹp hơn nhé. Vâng. Đây. Rồi sao chép lên đây. Đó. Có kéo nó vào. Được chưa? Rồi. Rồi. Quét chọn nó này. Được chưa em? Rồi. Rồi chọn nó này. Không, nhấn chuột phải. FFD. Rồi, ok cái. Ông nhấn đúp chuột vào đây. Rồi. Quét cái sang ngang này. Rồi. Scan cái. Đấy, được chưa? Rồi. Đấy, ổn chưa em? Rồi. Nhá, đấy, mình có cái làm theo ý tưởng của mình, được chưa? Rồi. Xong nó xóa thằng này đi. Đó, được chưa em? Đấy, em làm lại nhé. Rồi. Đấy, em làm đi. Rồi, chọn nó này, nhấn. À, vẽ lại luôn đúng không? Em vẽ lại rồi. Thầy bảo vẽ đường tròn nó đẹp đấy chứ, vẽ đường tròn.
Đúng rồi, sao chép nó ra nhé. Đúng rồi. Rồi, x 8. Rồi, ok, vẽ một đoạn thẳng nhé. Đấy, cắt lấy một nửa. Đúng rồi. Rồi, xóa nó đi. Xóa hết sức cẩn thận em nhé, không trong nó tạo lối này hết đấy nhé. Vâng. Đấy, thừa cái nào phải xóa hết nhé, xóa sạch vào. Đấy. Không thì em chỉ tạo cần hai cái thôi, xong sao chép nó ra cho nó nhàn đúng không? Vâng. Nào khỏe nó sẽ ăn người, nó sẽ ăn khôn hơn thầy. Nào khỏe đúng không? Nhờ đã bị nhiễm. Thầy mà bị phải nghỉ luôn. Hả? Thầy mà bị không có chỗ cách ly phải nghỉ. Được rồi. Còn em đi, em có chỗ cách ly. Dạ, xóa cẩn thận nhé. Nó không giao nhau đúng không? Không được. Thôi, bỏ em căn ở bỏ đi. Đấy. Đó. Đấy, quá ổn đúng không? Làm như kiểu là cái này có thể là làm cái máy blow ấy nhỉ? Vâng, đúng rồi. Đấy. Máy blow hoặc máy tôn nhá. Thì bỏ cái nào như thế nhỉ? Camera, bỏ này. Hay đấy. Em làm gì? Bỏ cái phần phần này. Bỏ cái lưới xác mần ấy vào view. Đấy. Bỏ hết. Hidden Emoji đi, đúng rồi. Chọn nó, đúng rồi. Ok, đúng rồi, nhấn đúp vào bên trong ấy. Rồi, chọn nút đi. Đúng rồi. Scan, đúng rồi, co kéo nó vào. Ok, được chưa? Rồi, nó ngoan rồi. Đấy. Đấy, lúc này lèm nhất là không phải lo lắng gì nữa nhá. Đấy, kéo đảo chiều đi, kéo như thế nó bé vào nữa nhá. Em cứ kéo cho nó ngược chiều đi cũng được nhá. Vâng, được rồi, cái đêm nó cứ... Đấy, xong xóa thằng đấy đi, xong chưa? Được rồi. Thấy đẹp chưa? Đấy, thế thì cái thằng đầu tiên này nó cũng dành cho vẽ đẹp nhá, nhìn không? Như vậy là có mấy cái thực tế rồi đúng không nhỉ? Dạ. Còn cái thực tế nữa là vẽ cái đoạn nối của ống nước ấy. Đoạn nối của ống nước này, có một bác làm biên điện nó hay đến nó hỏi là cái đoạn ống nước, tất nhiên là ống nước thì nó có cái plug in để tạo biên điện nước, nhưng cái thằng này thì chúng ta cũng có thể tạo bình thường nhé. Dạ. Đây, ví dụ như đây. Đấy. Được chưa? Dạ. Rồi. Chéo thằng này ra đây. Ok, bây giờ chọn thằng này. Quy cái quay này. Được chưa? 120 độ đúng không? Vâng. Enter x 2 enter xong chưa? Đấy, thì nó sẽ là cái đoạn nối giao nhau này đúng không? Rồi. À đây, chờ tí, quên, cần chuột Z quay lại.
Vẽ cái đoạn thẳng ở đây trong nó đỡ phải chia cho nó nhà. Ông lại tự nhiên làm ra ba thằng này chia từng thằng một, nó mất thời gian. Đấy, xong quy cái này, chọn điểm này, đó 120 độ, enter, x2, enter, xong chưa? Vâng. Xóa cái này đi được chưa em? Vâng. Bây giờ nhá, này quét chọn cái thằng này, này đây nhá, đục thủng thằng này ra này nhá. Vâng. Được chưa? Đây, đục thủng mặt này thôi. Đấy, để cho nó mình quét một nửa thì cho nó dễ mà. Vâng. Bởi vì nó ngăn cách với cái đường thẳng này, quét này, xong chưa? Vâng. Quét với cái thằng này này, ổn chưa? Vâng. Đấy, ông bấm vào đây nhá. Dạ. Đấy, thì nó cong ra như này không? Nhưng mình bấm vào đây này. Đấy, thì nó uốn vào không? Vâng. Em nhìn thấy chưa? Vâng. Rồi, nhấn đúp ra ngoài, kết thúc, xong chưa? Vâng. Quét cái thằng này, quét thằng này, nhấn vào đây, lại cũng bấm vào đây, được chưa? Vâng. Quét thằng này, đấy, quét thằng này, được chưa em? Vâng. Ok chưa? Được chưa? Vâng. Đấy, được chưa? Vâng. Rồi, đoạn làm cho cái đoạn ống này nó dài dài là tí nhá, cho nó đẹp nhá. Vâng. Bây giờ xóa thằng này đi được rồi. Đấy, quét cái này, sao chép cái này ra đây. Đấy, làm cho ống nó dài dài là tí đúng không? Vâng. Đấy, cho nó đẹp đúng không? Đấy, đúng không? Vâng. Quét hai ống này thôi. Đấy, xong chưa em? Vâng. Đấy, làm tương tự cái thằng này vậy nhá. Được chưa? Được. Đấy, làm ống cho nó dài dài là tí cho nó đẹp mà. Ông lại bảo là nó không có đầu ống đúng không? Được. Đấy, xóa cái ở dưới đi. Đấy, đoạn trụ chạm 3 của ống nước đúng không? Dạ. Đấy. Xong chưa? Được. Đấy, thế còn trên bề mặt này nó hở sao đúng không? Được. Đấy, bấm vào đây này, cái trên bề mặt này nó hở này. Thì bây giờ em explode hết ra cho anh nhé. Dạ. Explode ra này, nhìn thấy chưa? Vâng. Bấm vào bề mặt này này. Đấy, một cái đường thẳng này này. Đấy, bấm vào một cái đường thẳng này này. Quét làm sao cho nó chọn lựa được hết cái đường thẳng này nhá. Hoặc không, vừa rồi em chưa explode ra cũng được nhá. Đó, nhìn đâu, nhấn đúp vào đây này, chọn cái thằng này này, nhìn không? Dạ. Đấy. Đây. Rồi, x vào lốt này. Bảo bố con đi mang nhà đi. Đấy, quét. Được chưa? Dạ. Cố gắng quét là sao được hết đường thôi nhé. Đây. Anh nhấn từng cái một đi cho nó nhà. Được chưa? Dạ. Đấy thì em phải nhờ cái plugin này này, nó tạo mặt cho mình này, nhìn thấy cái plugin này không? Đấy, sau này sẽ nói sau nha, GHS Power nhá. Dạ. Đấy, nhìn bấm vào đây này, nhìn thấy fade không? Dạ. Đấy, xong chưa? Dạ. Đấy, nó liền mặt vào với nhau, hiểu không nhỉ? Vâng. Đó, em nhìn thấy ổn không? Rồi. Bên dưới em làm tương tự như thế nhá. Chọn này, nhấn Ctrl chọn này, đấy cứ chọn này cho chắc nhá. Vâng. Quét cái nó nhầm. Được chưa? Vâng. Bấm vào đây này. Rồi, ok, chắc là nó còn một cái lối nào đấy. Chắc là còn một cái lối nào đấy mà mình chưa chọn hết này. Đấy. Xong chưa? Rồi. Rồi, em nắm rõ chưa? Dạ. Đấy, mình tạo thành ống chưa? Rồi. Rồi, để cho em ngồi luyện nhé.
Đấy, tạo thành đường ống. Sáng nay nghỉ sớm tí thầy nhá. Ok em, mệt đúng không? Vâng, thấy mệt rồi. Chiều nay nghỉ nhá. Thầy. Vâng, để mai. Mai gặp lại nhau nhá. Vâng. Ừ, thế em nghỉ ngơi đi. Vâng. Ừ, cố gắng ăn nhiều hoa quả vào nhá. Vâng, giờ nó chỉ thấy đau người thôi, nó không muốn để gì. Nó mệt mỏi mà đúng không? Vâng. Rồi, thế em nhá. Vâng. Rồi, ok em.